bóng rổ quận nhất, nổi tiếng từ việc đào tạo nên những cô gái vàng của đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia, cho đến số lượng đội tuyển tranh chấp huy chương áp đảo tại các giải trẻ của thành phố Hồ Chí Minh. Gắn liền với những thành công đó là sự âm thầm hy sinh của biết bao người, trong đó có thầy Huỳnh Quốc Huy, người được nhiều lớp học trò bóng rổ quận nhất đặt cho cái biệt danh là huấn luyện viên quốc dân. Bản thân mình thì cũng không có hiểu tại sao được cái biệt danh đó. Nhưng cái vấn đề là mấy bạn tập với mình phần lớn là gọi mình là Tí. Có là giống như là một người pa hướng dẫn, không dẫn chỉ vì bóng rổ không. Tại vì mấy bé tập với mình đó là một cái điều đó đáng quý. Thì mình chăm từ việc chơi bóng rổ cho tới việc ăn uống, tập luyện và học tập của mấy bé luôn. Thành ra chứ vậy thì có tạo lên một cảm giác mình rất là thân thuộc với mấy bé. Cái tiếp cận đó không chỉ dành riêng cho các học trò ở quận nhất, mà bất cứ ai thích bóng rổ hoặc thậm chí là chưa biết gì về bóng rổ cũng có thể cảm nhận được sự ân cần, quan tâm của thầy Huy. Em thì thời đó là học ở trường thầy Huy dạy thôi, trường cấp 2. Cũng không phải là người thích thể thao. Hồi đó là người ta gọi là bánh bèo luôn á, nhũng nhà nhũng nhẽo luôn. Xong rồi sau đó là bạn bè chơi trong trường thì đi theo chơi. Thì đó cũng là do cái sự tiếp xúc. Mình là một người không thích vận động, nhưng mà vô lúc nào thầy Huy cũng khuyến khích mình chơi hết á. Thành ra là từ đó là trở nên thích bóng rổ và cứ đi theo. Có thể mình không giỏi nhưng mà ít nhiều gì mình cũng không có cái đam mê. Đối với bản thân mình á, thì tất cả học trò thì mình không có phân biệt là quận huyện nào cả. Cái quan trọng là mấy em nó chơi vì cái đam mê bóng rổ của mấy em nó. Và quan điểm của mình là mấy em nhỏ nếu học từ một thầy không thì không thể nào giỏi hơn người thầy của mình. Thành ra mình phải học được từ nhiều thầy, bất kỳ thầy nào cũng được hết. Tại mỗi thầy đều có cái hay riêng cả. Bởi vì thật sự cuộc sống của mấy vận động viên là hoàn toàn do bản thân bước chân của mấy bé tự đi ra. Còn người thầy chỉ là người chấp cánh thêm về cái niềm đam mê của mấy bé thôi. Sự gần gũi thân thiết ấy giúp thầy hiểu trò hơn rất nhiều. Và ngược lại, những người học trò cũng cảm nhận được cái nhiệt huyết, đam mê của người thầy. Trước từ đó giờ thì khi mà đấu tham gia giải ở thành phố thì chỉ chỉ ở đấu ở đội đội nhất thôi. Là đến bây giờ vẫn là khi mà đấu là đấu với trưởng sự chỉ đạo của thầy Huy. Thì lúc nào thì cũng cảm thấy là thoải mái. Đầu tiên là sự thoải mái, sự tin tưởng, sự đó từ thầy Huy. Sau đó là cái lửa, cái nhiệt mà thầy truyền cho mọi người lúc nào dù không quan tâm đi số. Gần thầy Huy, dù là lần đầu hay là mới tiếp xúc hay như thế nào, đã thấy được cái lửa truyền nó mạnh mẽ đến như vậy. Gặp ai thì thầy Huy cũng hết lòng hết, rất là nhiệt tình trong việc giảng dạy cũng như là truyền đam mê của mình cho đến tất cả mọi người. Hy vọng với cách huấn luyện nửa là thầy nửa là bạn này, thầy Huỳnh Quốc Huy sẽ phát hiện và đào tạo thêm được nhiều lứa học trò tài năng để cống hiến cho bóng rổ nước nhà.